Kính chào quý vị. Hôm nay thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tại sự kiện Xuân hội tụ năm 2023, nghệ nhân ẩm thực Trần Thị Hiền Minh đã vinh dự đón nhận giải thưởng đại sứ ẩm thực, đồng thời tham gia ký kết trở thành đại sứ ẩm thực cho những chương trình năm 2023 với chuỗi chương trình Festival 64 tỉnh thành. Hiện bà là gương mặt quen thuộc trong các chương trình về du lịch, ẩm thực, khám phá văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới. Bên cạnh đó, nghệ nhân ẩm thực Trần Thị Hiền Minh còn đại diện cho các nhãn hàng về ẩm thực tại Việt Nam và nhập khẩu hiện nay. Xuân hội tụ 2023 là sự kiện sẽ được tổ chức thường niên thu hút đông đảo doanh nhân doanh nghiệp khắp mọi miền đất nước về trưng bày và giới thiệu sản phẩm phục vụ Tết.